Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp Động tiểu thuyết. Toàn cầu cầu sinh, bắt đầu dung hợp trùng tộc mẫu sao, dòng ruộng, kiến trúc, triệu hồi dòng, bạo binh dòng, anh hùng vô địch tài nguyên thiếu thốn song song Lam Tinh, hơn 200 quốc gia ngẫu nhiên bị rút ra 1.000 người, tiến vào hắc ám thế giới cầu sinh mạo hiểm. Cầu sinh thành công, cố quốc được điềm lành chúc phúc, thăng cấp văn minh thần cấp. Cầu sinh thất bại, bị một cái zombie giết chết, vạn lần xuất hiện ở cố quốc bên trong, sinh hóa nguy cơ hàng lâm. Xuyên qua mà đến Tô Chính mang theo thần thoại anh hùng biên tập khí bị rút trúng. Khi những người khác còn đang lựa chọn chủng tộc, tiến hóa thành zombie, bất tử tộc lúc, hắn đã dung hợp trùng tộc mẫu sao, bắt đầu triệu hoán đao phong nữ vương. Nâng cấp thị trấn của bạn để chống lại Dark và săn các gen sinh học. Zombie bạo quân, trùng sao gen trùng sao bạo quân. Máu cơ giới sâu xe tăng sâu chiến đấu cơ giới. U Minh Cổ Long, trùng tộc anh hùng băng xương cự long. Còn có trí tuệ não trùng, bỉ mông cự thú, không gian thích khách các loại anh hùng đơn vị bị triệu hoán mà đến. Người khác đang gian nan cầu sinh, chống đỡ hắc ám sinh vật lúc, Tô Chính cũng đã mang theo anh. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Chương 1 Toàn cầu trò chơi, thần thoại anh hùng editor bạn đang nghe tại truyện chấm audio mặt trời chói chang nhô lên cao trong thành phố từng đợt tiếng nổ tung vang lên từ phía chân trời bay tới một đám nữ yêu mặt người ưng thân tập kích nhà cao tầng một đám máy bay chiến đấu bay tới nghênh địch súng máy không ngừng bắn phá đường phố truyền đến tiếng người chạy nạn hoảng sợ một đám tang thi thân thể thối rửa mắt đỏ vọt vào trong thành phá hư gặp người liền cắn súng máy đánh gãy thân thể chúng nó cũng ngăn cản không được đại quân tang thi như thủy triều vọt tới. Càng miễn bàn còn có zombie bạo quân mạnh hơn, xe tăng đều bị nện nát. Không lâu sau, thành phố triệu dân này sụp đổ. Đây là một thành phố ở Gaulis. Chính khách các nước xem truyền hình trực tiếp tâm tình nặng nề. Có người trầm giọng nói. Hết thảy đều là bởi vì cao lệ quốc bị rút trúng người kia chết trận, doanh địa rơi vào tay giặc. Bị tan thi công vào mới tạo thành phá hư lớn như thế hết thảy nguyên nhân đều là ở cách đây không lâu siêu phàm lực lượng giáng lâm thần cấp sinh tồn trò chơi login đối mặt với tài nguyên ngày càng thiếu thốn một đạo thanh âm hùng vĩ tỏ rõ toàn cầu các quốc gia bị ngẫu nhiên rút ra nhân viên trói định từng quốc vận giáng lâm hắc ám thế giới một người phụ trách trấn thủ một tòa doanh địa doanh địa cùng sở hữu quốc trói định bị một con zombie xâm nhập doanh địa như vậy vạn lần phản hồi đến trong hiện thực một màn vừa rồi chính là kết cục người chơi cao lệ quốc thất bại. Kênh truyền hình bên trong khắp nơi nghị luận lúc này đây lại có ai sẽ được chọn trúng, các quốc gia mở chuyên môn phòng nghiên cứu, hướng dân chúng phổ cập khoa học thế giới hắc ám nguy hiểm, quái vật tập tính cùng sợ hãi, cùng với như thế nào chọn lựa ban đầu chủng tộc. Rất nhanh lại đến rút thăm ngày, trên vòng trời đúng lúc sáng lên hình ảnh, các quốc gia người chơi hết thảy, 24 giờ trực tiếp ở trên vòng trời, mấy tỷ người ngẩng đầu quan sát. Các nơi tivi tiết mục nhân số bạo rạp, các vị khách quý, người chủ trì khẩn trương chờ mong cái gì. Tô chính dạo bước ở trên đường phố, hắn không phải này giới người bản địa, mà là mấy năm trước xuyên qua mà đến song song thời không. Thế giới này nhân khẩu bùng nổ, tài nguyên thiếu thốn, quan trọng hơn là sinh tồn trò chơi bỗng nhiên hàng lâm, liên lụy đến quốc vận, mỗi người sinh tử. Nghe nói người được chọn một đường tiến hóa có thể trở thành thần quốc gia văn minh thuộc về nó cũng sẽ trở thành văn minh thần cấp trong lúc suy nghĩ một đạo thanh âm hùng vĩ xuất hiện bên tai hắn đinh chúc mừng ngài thành công được chọn trúng tham gia thần cấp sinh tồn trò chơi nương theo thanh âm xuất hiện tôi chính ý thức một trận mơ hồ tại mở mắt đã không ở địa cầu một vòng mới thần cấp sinh tồn trò chơi bắt đầu các quốc gia chuẩn bị sẵn sàng đây là quanh quẩn ở trên trăm ức nhân loại trong tay thanh âm trên bầu trời đúng lúc xuất hiện các vị được chọn lựa trung nhân hình dạng internet sôi trào không ngừng nghị luận sôi nổi về người chơi đại diện cho nước mình xuất chiến ta bạch tượng quốc chọn một vị khổ hạnh tăng trời ạ à, hắn biết yêu ga thuật đáng chết phong diệp quốc ta chọn trúng một vị lão nhân cho dù chuyển sinh thành quái vật cũng vô dụng rất nhanh thì có người long quốc chú ý đến tô chính may mắn là một vị thanh niên cường tráng các ngươi mau nhìn Long Quốc chúng ta bị rút trúng năm vị người chơi, bên trong có vị đại mỹ nữ. Bóng người trên vòng trời không ngừng biến hóa, biến mất. Mọi người biết bọn họ đang lựa chọn chủng tộc chuyển sinh, sau đó hàng lâm ở trong doanh địa của mình. Tô Chính hít sâu một hơi, không nghĩ tới mình may mắn đại bộc phát cũng được chọn trúng. Hắn biết người được chọn trúng có thể được ban cho một hạng thiên phú, có thể chuyển sinh siêu cấp quái vật, thậm chí long phượng, có thức tỉnh gấp trăm lần tăng phúc, thậm chí nghe nói còn có thức tỉnh nhắc nhở. Giai đoạn đầu tiên phải bảo đảm sống sót. Tô chính không ngừng trượt đồng chủng tộc, bên trong có hát thiết cấp sử lai mổ, bạch ngân cấp phong sư, cao nhất đến hoàng kim cấp chủng tộc huyết mạch. Về phần cấp kim cương thậm chí sử thi, truyền thuyết thì căn bản không có bóng dáng. Trong đó chuyển sinh có một lựa chọn ngẫu nhiên, giới hạn cao nhất, giới hạn thấp không xác định, có tuyển thủ thích đánh bạc sẽ chọn nó, người may mắn chuyển sinh kim cương huyết mạch, thậm chí sử thi. Một xem kém may mắn nhất có nhiều khả năng hơn. Đinh, kiểm tra đo lường được ký chủ đã tham dự sinh tồn trò chơi, thần thoại anh hùng biên tập khí thức tỉnh. Tô chính còn đang lựa chọn lúc, một đạo thanh âm đột ngột vang lên ở trong đầu, hắn sửng sốt một chút, đây là chính mình bên ngoài treo vào sổ sách. Vốn tưởng rằng là hệ thống, hiện tại xem ra không phải. Tô chính vừa muốn nghiên cứu, cái gọi là thần thoại anh hùng biên tập khí dùng như thế nào, một khối thuộc tính mặt bản đã xuất hiện ở trước mắt mình, đồng thời còn có không ngừng nhảy lên, chủng tộc. Hắc ám lan nhân, sống chết người, ưng thân nhân, hắc ngục lan. Càng ngày càng mạnh, đến phía sau còn xen kẻ thần thoại chủng tộc, bỉ mông cự thú, ti tan cự nhân, thần thánh cự long các loại. Nhìn tô chính trực nhíu mày, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, nhảy lên chủng tộc dai xác định đến một cái kỳ dị tự như một cái to lớn túi thịt chủng tộc. Đây là cái gì? Trong lúc kinh ngạc, một đạo nhắc nhở vang lên. Chúc mừng ngài thành công rút trúng thần bí cấp trưởng thành tính anh hùng chủng tộc. Trung tộc mẫu sao? Cái kia thịt viên chính là mẫu sao, không phải chứ, chuyển sinh thành quái vật. Tô chính biến sắc, không đợi suy nghĩ nhiều. Một trận hào quang rực rỡ bao phủ toàn thân hắn, tô chính cùng những người khác bị đưa lên doanh địa khác nhau không đề cập tới sôi trào địa cầu, khi tôi chính một lần nữa mở mắt ra lúc, vốn tưởng rằng mình sẽ chuyển sinh thành khủng bố không thể gọi tên cục thịt, nhưng tỉnh lại vẫn là giống nhau như đúc thân người. Không, có một chút không giống, trên tay phải của mình xuất hiện một vật nổi lên. Hắn không thể chờ đợi được mở ra bản thuộc tính, trong đó ngoài trừ tư liệu cá nhân, còn có chức năng nói chuyện phím, giao dịch. Trong phòng chat tổng cộng có một ngàn người, cụ thể là đến từ các nơi trên toàn cầu, trước mắt đang bàn tán sôi nổi. Ta đã chuyển sinh hoàng kim sư tử, trấn thủ doanh địa nhẹ nhàng buông lỏng. Đáng chết, sao lại là xác ướp? Không thể bởi vì ta là pha. Ra. Ôn mà chuyển sinh ra cái này. Ta là lãnh lãnh nguyệt của Long Quốc, đã thức tỉnh thành sử thi cấp bất tử điểu giáng lâm doanh địa, còn lại người chơi có thể lựa chọn cùng ta hội hợp, cùng nhau điều tra ngoại giới, để chống đỡ hắc ám. Tô chính nhìn về phía mình, không chuyển sinh. Nhân vật Tô Chính, nước sở hữu Long Quốc Chủng tộc Nhân tộc Đã dung hợp trùng tộc mẫu sao, chủng tộc trưởng thành cực ít ỏi chức nghiệp. Trùng tộc mẫu hoàng thuộc tính Lực lượng 35, nhanh nhẹn 36, tinh thần lực 300, thể chất 300. Đẳng cấp Hắc thiết tam giai Kỹ năng thiên phú Trùng tộc mẫu hoàng, có thể thống lĩnh bất cứ trùng tộc nào ngài chế tạo ra, mẫu sào sinh sôi nảy nở, chọn địa chỉ gửi đến mẫu sào tự động sinh sôi nảy nở chiến sĩ tương ứng, cướp đoạt gen, có thể thông qua cướp đoạt gen của chủng tộc khác, dung hợp mẫu sào, chế tạo binh chủng tương ứng. PS Sách mới thượng tuyến, cầu hoa tươi, sưu tầm, đánh giá phiếu các loại hết thảy số liệu, xin nhờ. Chương 02. Dung hợp văn minh đóng lửa, tiến hóa mẫu sào sinh vật bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chỉ nhìn bản điều khiển bình thường không có gì lạ, số liệu cơ bản trước một đống chủng tộc nghịch thiên tự hồ cũng tầm thương. Người bình thường số liệu đều là 10, tô chính thể chất cùng tinh thần lực bởi vì dung hợp mẫu sao mà tương đối mạnh, mặt khác mặt ngoài rất bình thường, nhưng đây là trưởng thành tính, hơn nữa còn có khủng bố thiên phú kỹ năng. Chớ nói chi là tô chính còn có anh hùng biên tập khí, hắn cẩn thận xem xét xuống, chỉ cần tiêu hao tài nguyên, Thu hoạch bất đồng quái vật gian, khuôn mẫu là có thể dung hợp triệu hoán ra bất đồng anh hùng binh chủng. Cái này biên tập khí có điểm tương tự tô chính kiếp trước chơi qua một khung anh hùng vô địch trò chơi, rất nhiều binh chủng rất quen mắt, nhiều băng xương cự long, hoàng kim khô lâu binh, bỉ mông cự thú các loại. Hơn nữa giai đoạn trước tự mang trùng tộc mẫu sao chính là phân xưởng sản xuất pháo hôi tốt nhất, vì tô chính đặt tốt nền tảng giai đoạn trước tốt nhất. Bất quá tại hắn quan sát bản thân thời điểm trên địa cầu Long Quốc khán giả một mảnh xôn xao, bị chọn lựa trong năm người, tôi Chính là bình thường nhất. Người trẻ tuổi kia xảy ra chuyện gì? Vẫn là hình người, sẽ không chuyển sinh thất bại chứ. Xong rồi, có một tên phế vật ở đây, không biết lại có bao nhiêu quái vật dết vào doanh địa. Hắn còn không bằng từ bỏ doanh địa của mình, đầu nhập vào mỹ nữ kia. Trong trò chơi sinh tồn có lựa chọn bỏ qua doanh địa của mình, cái giá phải trả là mất đi tư cách người chơi trở thành nước phụ thuộc của người khác sinh tử bị người ta khống chế ngay cả chính phủ cơ cấu đều trong lòng trầm xuống bắt đầu khẩn cấp chế định kế hoạch chuẩn bị một tòa doanh địa bị công phá sau lòng quốc tổn thất lại có quái vật gì xuất hiện quân đội các nơi đang khẩn cấp điều động tăng cường tuần tra ngay tại vừa rồi trong thời gian ngắn ngủi năm vị người chơi tư liệu đã bị tìm được từ sinh ra đến xuyên qua kinh nghiệm nhất nhất đầy đủ cũng thành lập lên tính cách mô phỏng tương ứng trong đó nổi bật nhất tự nhiên là lãnh thanh nguyệt chuyển sinh bất tử điểu đây chính là sử thi sinh vật thăng cấp bình thường chắc chắn trở thành cấp sử thi hơn nửa nàng còn là thanh hoa đại học hoa khôi trường kinh thành thổ dân càng chính miêu hồng trong chương trình truyền hình trực tiếp do người dẫn chương trình băng băng chủ trì các vị khách quý khen ngợi cô rất tốt ghế cục trưởng lại khẳng định hậu kỳ chủng tộc của cô phát triển đến đỉnh cao còn có thể tiến hóa thành phượng hoàng viễn cổ đến lúc đó sẽ là hy vọng của cả nước một vị khác thích trào phúng thấp bé khẩn trương phe phẩy cây quạt nói cái này tiểu cô nương là không tệ nhưng bốn vị khác cũng liền ma đô sinh ra đinh nhạc chuyển sinh thành khiếu phong lan không tệ mặt khác nhất là cái kia gọi tô bình người quả thực chính là phế vật chuyển sinh đều có thể thất bại hắn vừa chết doanh địa thất thủ không biết lại muốn tạo thành bao nhiêu tai nạn, đối với vận mệnh quốc gia có bao nhiêu ảnh hưởng, còn không bằng đầu nhập vào doanh địa Mỹ tiếp giáp, tìm kiếm tị nạn, ít nhất còn có thể không chết. Thảm kịch của Cao Lệ trước đó không lâu rõ mồn một trước mắt trên Internet, khán giả bàn tán sôi nổi, không ít người coi lãnh Thanh Nguyệt là nữ thần, đặc biệt là tuyên truyền chính thức cô còn là hoa khôi của trường Thanh Hoa, càng khiến cho mọi người bàn tán sôi nổi, nữ thần có trình độ học vấn cao nhan sắc cao, ai mà không yêu chứ rất nhiều người lo lắng tô chính an nguy nguy hiểm hắc ám thế giới một người bình thường làm sao sống hiểu rõ tình huống cơ bản xong tô chính đánh giá bốn phía một mảnh hôn ám mặt trời tựa hồ sắp xuống núi và một khi trời tối có nghĩa là đợt tấn công quái vật đầu tiên sẽ đến mơ hồ biên giới có hàng rào làm bằng trúc mộc rất đơn sơ một hàng chữ nhỏ màu lam xuất hiện trước mắt tô chính vừa mới sinh ra cấp thấp nhất doanh địa bảo vệ tốt lửa trại bất diệt, đây là người có thể vượt qua hắc ám hết thảy. Nếu đoạt được người khác ngọn lửa, hoặc là mở ra bảo rương, đánh chết bốt có lẽ có thể trưởng thành. Khoảng cách trời tối. 4 giờ 35 phút. Tô chính hít sâu một hơi, cất bước đi vào trung tâm doanh địa, nơi đó đốt lửa trại không ngừng thiêu đốt, một tầng vần sáng che chở hàng rào. Có thể thấy trong đó gỗ không ngừng giảm bớt, nếu như không kịp thời thêm vào, nhiều nhất một giờ sẽ tắt mà quái vật công kích, trời tối sẽ đột kích. Cách đó không xa truyền đến một trận tiếng ồn ào, là những người chuyển sinh khác, bọn họ đúng lúc ra khỏi doanh địa, thu thập gỗ, thức ăn các loại, tốt nhất là bảo rương. Dùng cái này chuẩn bị vượt qua đêm đầu tiên trùng kích. Tô chính không vội, việc đầu tiên hắn phải làm chính là chọn vị trí, đặt tổ mẹ ra. Lửa trại là nền tảng của tất cả, dập tắt, liền thất bại hơn phân nửa không ít người chơi ra ngoài thu thập, trong lòng có tai họa ngầm, giai đoạn đầu không có binh chủng tiểu đệ, lửa trại một khi bị đánh lén liền xong đời. Mà Tô Chính lựa chọn vị trí đặt, vừa vặn là đem trọng tâm đóng lửa bao quanh. Chọn vị trí, đặt tổ mẹ. Tô Chính mở tay ra xác định vị trí, trong phút chốc túi thịt tay phải di động, nhảy vào giữa đóng lửa, một cục thịt hình trứng ước chừng hơn 3 mét xuất hiện ở trọng tâm doanh địa. Chúc mừng ngài thành công bố trí tốt mẫu sao mẫu sào đã bao vây văn minh lửa trại, chính đang dung hợp bên trong. Tô chính không nghĩ tới còn có ngoài ý muốn thu hoạch, lửa trại có thần bí lực lượng, ký thác quốc vận, ngày sau còn có thể triệu hoán binh chủng, chính là trọng yếu nhất. Chúc mừng ngài mẫu sào thành công dung hợp văn minh lửa trại, bước đầu tiến hóa thành mẫu sào sinh vật nhà xưởng bởi vì hấp thu thần bí chi hỏa ma lực, tích góp ra một lần đầy đủ chế tạo trùng tộc anh hùng sinh vật năng lượng, có phải hay không hiện tại liền chế tạo? niềm vui ngoài ý muốn này tới quá đúng lúc hắn khẩn cấp đi vào kiến trúc hình trứng mặt ngoài tựa hồ có nhịp đập sinh mệnh bên trong tựa như tiến vào bên trong một sinh vật từng đạo mạch lạc liên lạc cùng nhau mơ hồ còn có tiếng tim đập chỗ trung tâm chính là đám lửa trại yếu ớt kia bản thân thiêu đốt gỗ bây giờ lại đang thiêu đốt huyết nhục hỏa diễm cũng từ hồng đồng biến thành huyết hồng điều tôi chính không biết là hàng rào bên ngoài cũng bị cường hóa Lực phòng ngự của doanh địa mình ít nhất gấp 10 lần người khác. Hắn cảm giác bản thân tiến vào một trận thân thiết, hơn nửa mẫu sào còn có thể tự động ngăn địch, bị địch nhân tiến công, Tô Chính trước tiên có thể phát hiện, đây giống như là phân thân của hắn. Không kịp nhìn kỹ những thứ khác, thân ở thế giới nguy hiểm, Tô Chính quyết đoán triệu hoán anh hùng trùng tộc. Đây chính là binh chủng cấp anh hùng. Hiện tại chế tạo. Chỉ thì một chút, toàn bộ tổ mẫu hình trứng đều đang chấn động thịt không ngừng hội tụ, từng đợt chín màu quang hoa từ bốn phía tràn nập ra, ngưng tụ ở trung tâm, tổ mẫu tự hồ sống lại, đang chế tạo anh hùng. Liên tiếp dây dưa vặn vẹo, rất nhanh một đạo nhắc nhở truyền đến. Đinh, chúc mừng ngài thành công chế tạo ra truyền thuyết cấp anh hùng đơn vị. Đao phong nữ vương Giữa không trung, nương theo quang hoa tản đi, một vị nữ vương thân mặc áo giáp tử kim, dáng người cao gầy, khí chất lạnh lùng cao ngạo lăng không xuất hiện ánh mắt mang theo ngây thơ, lạnh như băng nhìn về phía chủ nhân của mình. Tô Chính sửng sốt, còn không chờ hắn nhìn kỹ, một đạo thế giới thông cáo đột ngột tiến đến. Tiếp tục cầu hoa tươi, phiếu đánh giá các loại hết thảy số liệu. Thật sự không muốn cắt đứt. Chương 03 Thế giới thông cáo, Hoa Quốc sinh vật khoa học kỹ thuật kỳ 10 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chuyện gì xảy ra, tuyển thủ này không phải chuyển sinh thất bại sao? trên vòm trời truyền hình trực tiếp bên trong, khán giả xôn xao, nghi hoặc tô chính như thế nào triệu hoán ra một cái đại thịt đoàn, hơn nữa sau khi đi vào liền không nhìn thấy. Không ít người trong lòng khẽ động, cảm thấy mình có thể phán đoán sai lầm, người trẻ tuổi này không phải chuyển sinh thành công, mà là thức tỉnh thiên phú mạnh hơn. Nghe nói trong nước Mỹ có một vị tuyển thủ dôn chính là thức tỉnh bạo kích gấp trăm lần, dẫn tới vận mệnh quốc gia tăng mạnh, tuổi thọ trung bình tăng lên, tiến độ khoa học kỹ thuật tăng lên hiện nay được tôn vinh là siêu anh hùng. Chính phủ Mỹ có ý định xây dựng anh thành ngôi sao toàn cầu, tuyên truyền quốc lực hơn một tỷ người hâm mộ trên toàn thế giới. Được các quốc gia theo đuổi. Hiện tại xem ra, trong nhóm tuyển thủ này, có thể là vị tiểu tử thần bí nhất. Một vị đại lãnh đạo Long Quốc bình luận, điều chỉnh quyền hạn tin tức của hắn lên càng cao. Mà tô chính đi vào không bao lâu, một đạo thông cáo liền xuất hiện chúc mừng tuyển thủ Tô Chính thành công sử dụng chủng tộc Thiên Phú Dung hợp lửa trại, cải tạo doanh địa hoàn cảnh, chế tạo ra sinh vật nhà xưởng, sinh vật khoa học kỹ thuật y mươi, toàn thể người hoa tuổi thọ một năm. 4 giờ 10 phút trước khi trời tối. Mời các vị tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng, mau chóng thu thập tài nguyên, đóng quân doanh địa. Truyền hình trực tiếp trên vòng trời như pháo hoa nổ tung, một mảnh cát tường, chợt như thông cáo cùng chúc phúc, đem trên trăm ức người toàn cầu oanh mộng lúc trước không phải không có tuyển thủ đạt được thành tựu to lớn, phản hồi hiện thực. Nhưng ai có thể vừa mới đi vào không có nửa giờ liền có ảnh hưởng lớn như thế? Ngay cả hơn 900 người chơi đang tìm kiếm tài nguyên bên ngoài cũng mơ hồ, đây là tình huống gì? Chuyển sinh cái gì chủng tộc, còn có thể dung hợp lửa trại, thoáng cái liền tăng phúc quốc vận. Hơn nữa còn là biến thái. Đây chính là địa cầu đại nhị cường quốc, lần này bị rút ra có 5 người, chói mắt nhất tự nhiên là tiềm lực cực lớn bất tử điểu lãnh thanh nguyệt, nhưng hiện tại, không ít ngoại quốc lão sắc mặt thay đổi, bắt đầu cẩn thận lật xem trò chuyện khu, muốn tìm được tô chính bí mật, là chủng tộc gì. Nhưng avatar của hắn vẫn là hình người, hoàn toàn nhìn không ra chi tiết. Nước Mỹ lần này bị rút ra tổ ba người, trong đó một vị đầu lĩnh tên là Ergen, hắn chuyển sinh thành quỷ tinh tinh cấp hoàng kim, tốc độ, nhanh nhẹn kinh người, đang mang theo một nam một nữ ở bên ngoài doanh địa thu thập tài nguyên, hai người khác buông tha doanh địa của mình, cùng nhau bảo vệ tốt một tòa. Ergen đã được rút ra khi anh ta nghĩ rằng anh ta là siêu anh hùng tiếp theo, chiến đấu hết mình để thu thập tài nguyên và tìm kiếm rương kho báu. Ngay từ đầu đã bị tuyển thủ Nhật Bản đè đầu. Đội trưởng, không ổn a, à, không biết cái này nhân chuyển sinh là chủng tộc gì, ngay từ đầu liền đưa tới động tỉnh lớn như vậy, về sau có phải hay không còn muốn cùng dôn cạnh tranh. Nước ta cùng chênh lệch có hạn, đối phương đang đuổi sát không nở. Nếu lại để tuyển thủ cái sau vượt cái trước, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Một nam tử khác chuyển sinh thành sơn hát báo, ánh mắt xanh thẳm có chút dọa người. Nếu không, một vị nữ đồng đội khác một đôi mắt xanh nhìn loạn đang tìm kiếm doanh địa Long Quốc, dự mưu không cần nói cũng biết. Again trầm mặt, bởi vì sự hiện diện trực tiếp không nói gì, ánh mắt của anh ta lóe lên một tia tàn nhẫn. Giữa các quốc gia có cạnh tranh, khi bị rút thăm, mệ quốc dạy dỗ mỗi người, mặc dù đồng thủ chính là, mệ quốc chính là chỗ dựa vững chắc nhất của mỗi tuyển thủ. Cùng một thời khắc địa cầu, bởi vì tô chính thành công, lòng quốc trong bệnh viện vốn có không ít mệnh treo một đường lão nhân tinh thần chấn động, từng cái y học kỳ tích xuất hiện, đem đám kia bác sĩ dọa đến vừa sợ vừa sợ trong đó không thiếu quyền cao chức trọng người đây chính là kỳ tích phạm vi toàn quốc vì sao mỗi một vị tuyển thủ tôn quý như vậy có thể được vạn người sùng bái chính phủ tôn kính cũng là bởi vì bọn họ là nhất tộc khí vận sở chung tạo phúc cho toàn thể nhân viên xây dựng mô hình dữ liệu su gian đồng thời nâng thông tin của anh ấy lên mức cao nhất không ai có thể kiểm tra ngoại trừ sự cho phép của tôi tại thời điểm này tổng thống đã bị cảnh báo và ra lệnh tối cao trong lần rút thăm trước, nữ tuyển thủ thảm bại trong tay dôn của nước Mỹ, bị cướp đi bảo rương, cánh tay đều bị chặt đứt, bị thương nặng. Khiến quốc lực hai nước bị kéo ra, lại càng kết hạ đại cừu, vì nữ tuyển thủ kia tiềm lực bị phế một nửa, dẫn tới người Hoa phẫn nộ, bọn họ cần gấp một anh hùng xuất hiện. Vốn là bất tử điểu lãnh nguyệt, hiện tại xem ra là tô chính thần bí. Trong chương trình truyền hình trực tiếp, băng băng kích động đưa microphone cho các vị khách quý nghị luận sôi nổi rốt cuộc hắn chuyển sinh thành sinh vật gì, ngay từ đầu đã mạnh như vậy. Tô Chính không để ý tới phong ba bên ngoài, ngược lại nhìn về phía so với mình còn cao hơn, giống như nữ vương lạnh lùng của một quốc gia, dáng người nàng cao gầy, lồi lõm hấp dẫn, khí chất lãnh liệt, một thân áo giáp màu tím vàng tựa hồ là khảm ở trên thân thể, bảo vệ tốt tất cả các góc, trên đầu giống như tóc giống như chân đốt, toàn thân tất cả đều là vũ khí. Ngay sau đó, Tô Chính kinh ngạc chính là, vị nữ vương lạnh lùng này ồ lên một tiếng, quỳ một gối xuống. Bái kiến anh hùng chi vương, mẫu sào chi hoàng bệ hạ. Tô chính kinh ngạc, không vội xem xét thuộc tính của nàng, khoảng cách trời tối cũng chỉ có bốn giờ. Nhân vật Mona, chủng tộc Anh hùng trùng tộc cấp truyền thuyết, đao phong nữ vương Trung thành đối tượng Mẫu sao tô chính, độ trung thành 100 Thuộc tính Lực lượng nghìn Nhanh nhẹn 2.000, tinh thần 3.000, thể chất 4.000 Đẳng cấp Thanh đồng bậc chính Kỹ năng đao phong nữ vương Trung tộc anh hùng, tinh thần lực cùng mẫu sao trói định, không sợ tinh thần công kích, có thể giúp mẫu sao thống lĩnh tất cả trùng tộc đại quân. Tại nàng xuất lĩnh dưới trùng tộc quân đại quân toàn thể thực lực tăng lên 30%. Binh khí hình người đao phong nữ vương lai lịch thần bí chính là một vị chiến sĩ cùng trùng tộc gian dung hợp ngoại ý muốn kết quả, toàn thân cụ có thể biến hóa thành vũ khí, khó lòng phòng bị. Trùng tộc chi tâm Nữ hoàng có thể mô phỏng các kỹ năng mà bất kỳ giác nào có và thay đổi thành hình dạng tương ứng. Lưỡi dao của nữ hoàng Monica tự mang phá phòng, xuyên thấu đặc hiệu, có thể bỏ qua thần thoại cấp dưới phòng ngự tạo thành siêu thần thương tổn đồng thời tự thân bao trùm kim loại áo giáp có thể suy yếu 300% công kích, không phải cấp truyền thuyết vũ khí không thể phá phòng. Giác quan thứ bảy Z có cảm giác tự hào hàng đầu, cảm nhận được sự nguy hiểm, bảo bối trong bóng tối, và nữ hoàng là tốt nhất trong số họ. Cô ấy sẽ không bao giờ bị đánh lén, tìm kiếm khoáng sản quý giá, bảo bối có hiệu quả tuyệt vời. Thích khách không gian, đột kích tử vong, tàn hình. Khi xem xong thuộc tính của đao phong nữ vương, Tô chính miệng khô lưỡi khô, chỉ có một chữ có thể hình dung. Chương không bốn Thay đổi bất ngờ, ẩn tàng bốt long huyết cổ vương. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mạnh Vô địch Tô chính khẩn cấp nâng nữ vương dậy, hắn phát hiện ánh mắt lạnh lùng của nữ vương nhìn mình, vô cùng cuồng nhiệt, không hổ là trăm phần trăm trung thành. Hơn nữa tô chính biết, liên tục 7 ngày tân thủ thí luyện kỳ bên trong, mạnh nhất quái vật bất quá là hắc thiết cửu giai, mà mới sinh ra đao phong nữ vương thì có thanh đồng cửu giai thực lực, lại phối hợp nàng cấp truyền thuyết tiềm lực, vượt cấp giết quái không nói nữa, nói không chừng một cái không cẩn thận lại đột phá bạch ngân. Đối với người khác mà nói sợ hãi hắc ám 7 ngày tân thủ kỳ, đối với mình chính là đại soát điểm ngay. Đến ngược trời tối không lúc nào là không thúc giục tô chính đi tới hơn nữa hiện tại lửa trại đốt nhiên liệu tự hồ cũng thay đổi. Sinh vật lửa trại Xích hồng sắc hỏa diễm, từ lúc ban đầu hỏa chủng biến dị mà thành, có thể thiêu đốt cây cối, mỡ, thi thể các loại dầu có ma lực nhiên liệu, phẩm giai càng cao càng tốt, cùng mẫu sào sinh vật nhà xưởng tràn buộc, cung cấp phòng ngự lực là bình thường gấp 10 lần, có thể di động, có thể tiến hóa. Monina, người đối với mẫu sao quyền hạn vẹn vẹn ở dưới ta, Bốn giờ sau trời tối, dự tính sẽ có một đợt địch nhân xâm lấn, đầu tiên tiếp theo là tìm kiếm vật tư, cam đoan lửa trại thiêu đốt, tiếp theo chính là bồi dưỡng ra thích hợp binh chủng, lấy cái này bảo vệ tốt doanh địa. Ngươi cảm thấy đầu tiên muốn bồi dưỡng cái gì trùng binh? Có kim bài toàn năng anh hùng ở đây, tôi chính tự nhiên vật tẩn kỳ dụng. Đào phong nữ vương trượt ra bản điều khiển tổ mẹ, chỉ vào binh chủng có thể chế tạo trong đó giới thiệu. Đầu tiên chính là ấu trùng cơ bản nhất nó là đơn vị cơ bản của tổ mẹ, có thể chuyển hóa thành bất kỳ binh chủng nào. Tài nguyên cần thiết cũng rất ít, tùy ý thịt ít 100, thậm chí cây cối, đá, khoáng sản chỉ cần nhiều, tổ mẹ cũng có thể tiêu hóa và nuôi dưỡng trứng côn trùng. Đến lúc đó có thể dựa theo bệ hạ lựa chọn, chuyển sinh làm sinh hoạt hệ công trùng, hoặc là chiến đấu hệ binh trùng, thậm chí ra ngoài có thể cướp đoạt tộc khác gian, còn có thể bồi dưỡng ra biến dị binh chủng, tập hợp tộc khác ưu điểm cùng một thân đao phong nữ vương có thể đánh có thể làm ruộng, thật sự khiến Tô Chính yêu thích không buông tay, những tuyển thủ khác đều ra ngoài tìm bảo rương, thu thập tài nguyên, hắn cũng không lãng phí thời gian. Ra khỏi tổ mẹ với Bơ Lê Theo hai người đi ra ngoài, cục thịt hình trứng tự động khép lại, đem lửa trại bảo vệ lại, tiến vào trạng thái phong ngữ. Tô Chính còn phát hiện đao phong nữ vương là lơ lửng trên mặt đất, có thể tự mang bay lượng kỹ năng. Binh chủng phi hành đây chính là tân thủ kỳ thần. Ưu thế đặc biệt lớn. Căn cứ vào phân tích của phòng nghiên cứu các nước, không quân là chủng tộc có sức uy hiếp, tốc độ phát triển lớn nhất. Mà khi Tô Chính mang theo nữ vương đi ra ngoài doanh địa, vô luận là các tuyển thủ dị quốc cách đó không xa, hay là khán giả xem truyền hình trực tiếp tất cả đều ngây ngẩn cả người. Loài nào đang theo sau hắn? Thân cao hơn 2 mét, toàn thân bọc áo giáp kim loại, tràn ngập khí tức khoa học viễn tưởng, vừa cao ngạo lại lạnh lùng, toàn thân tiến lên tựa hồ đều là vũ khí, quả thực đem cường đại cùng thần bí viết ở trên mặt. Làm sao có thể, hiện tại liền triệu hoán ra binh chủng. Hắn lấy đâu ra tài nguyên? Chẳng lẽ là trò chơi thưởng? Người Long Quốc này, đến tột cùng chuyển sinh thành chủng tộc gì? Hay là chuyển chức thành triệu hoán sư? Một mảnh xôn xao, mọi người nhao nhao khó có thể tin, trong tiết mục truyền hình trực tiếp, người lùng lúc trước trào phúng tô chính là phế vật sắt dừng lại lắp quạt bê. Cục trưởng làm người ta phóng đại bộ gián đao phong nữ vương, kinh hồn bạc vía đánh giá sức chiến đấu. Băng băng há to miệng, cầm micro hỏi bối gia. Bối gia, ngài là chuyên gia cầu sinh giả ngoại, biết binh chủng này là gì không? Đại khái là thực lực gì? Kiến thức rộng rãi, nam nhân có biệt danh là đỉnh chuỗi thức ăn, bối gia sắc mặt hiện ra thần sắc khác thường, trong con ngươi tự như nhìn thấy thiên địch sợ hãi. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế vì chiến đấu mà sinh máy móc. Nàng toàn thân trên dưới đều là vũ khí. Bao trùm siêu cấp kim loại, vô luận phòng ngự hay là lực công kích, thậm chí tốc độ di động, cụ là tuyệt đỉnh. Toàn trường xôn xao. Hàng tỷ khán giả nhìn chầm chầm đao phong nữ vương trận tròn mắt. Và các siêu máy tính của các quốc gia đang tính toán sức mạnh mà Blake Quinn thể hiện với tốc độ đáng kinh ngạc có muốn thăm dò một chút không? Địch ý lớn nhất đối với Nhật Bản chính là tổ ba người nước Mỹ, trong đó đội trưởng Ergen lục sâu kín ánh mắt không có hảo ý nhìn chầm chầm hai người tô chính, muốn cho tuyển thủ đảo quốc phụ thuộc thăm dò. Dù sao ngươi cũng là chó, không giúp chủ nhân hấp dẫn hỏa lực, vậy còn có thể làm gì? Đang lúc đông đảo tuyển thủ đánh giá tô chính và đao phong nữ vương, trong góc tối bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết một đạo tiếng gầm quái dị phẫn nộ quanh quẩn chung quanh doanh địa ban đầu. Thiên phú của ta là tầm bảo, ta tìm được tân thủ địa ẩn tàn bốt, lòng huyết cổ vương rồi. Ha ha ha. Bạch Ngân bảo rương ngay tại trong cơ thể nó, còn có lòng huyết. Một con màu vàng tầm bảo thử điên cuồng chạy trốn, mắt nhỏ lộ vẻ cuồng nhiệt, cố ý đem quái vật dẫn tới trong doanh địa. Xuyên thấu qua ánh lửa, mọi người có thể phát hiện, đó là một con thân dài ít nhất 10 mét, một nửa thân thể ẩn núp dưới đất một nửa trên mặt đất quái vật nó có dung trạng thân thể nhưng eo thô ít nhất muốn ba người ông chặt một cái đầu thật lớn không có mắt cái mũi chỉ có một cái miệng lớn bằng máu trong miệng cụ là răng nanh rậm rạp người xem không rét mà run mỗi một lần rung chuyển cụ là đất trung núi chuyển hệ thống nhắc nhở bạch tượng quốc tuyển thủ gu giác hằng hà xài nhân đã bị ẩn dấu bốt long huyết cổ vương đánh chết bạch tượng quốc vận suy yếu toàn thể nhân viên tuổi thọ giảm bớt một năm, khô héo tai nạn giáng lâm. Hệ thống nhắc nhở. Phong diệp quốc tuyển thủ siêu Phạm Điện Hạc, đã bị ẩn giấu bốt long huyết cổ vương đề chết. Phong dịp quốc băng hàng tai nạn gia tăng, nhiệt độ giảm xuống 5 độ. Hệ thống nhắc nhở. Đảo quốc tuyển thủ quy hạ tùng giả, phóng xạ rùa, đã bị ẩn giấu bốt long huyết cổ vương ngã chết. Có bảo đổ bộ đảo quốc tàn sát bừa bãi, toàn thể ngư dân sản lượng cá giảm bớt 2%, toàn thể đảo quốc người tuổi thọ giảm bớt một năm đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến cho doanh địa nổ tung các tuyển thủ các quốc gia sắc mặt đại biến mắng chửi đỉnh đạt chạy trốn chỉ hận ba mẹ thiếu chân mà trên hình ảnh truyền hình trực tiếp trên vòm trời cũng là một mảnh huyết sắc từng đạo thông cáo nhắc nhở khiến cho địa cầu một mảnh huyết sắc các nơi tai nạn hàng lâm quốc gia thuộc về vốn định đi xa tô chính cùng đao phong nữ vương đồng thời dừng bước long huyết bốt ẩn bạch ngân bảo trương chuột tìm bảo vật ts sách mới lo cậu cầu hoa tươi sưu tầm đánh giá phiếu các loại hết thảy số liệu không muốn quá dám a à. tăng thêm quy tắc bạn đang nghe tại truyện chấm audio mọi người đều biết số liệu ngày đầu tiên của cuốn sách này đặc biệt quan trọng mới đến cầu xin tất cả ủng hộ cho dù là một đóa hoa tươi một nguyên khen thưởng vẫn là đánh giá cái gì sách mới kỳ quyết định sinh tử, ngươi một đóa hoa tươi, một cái đánh giá đều là ta tiếp tục dũng khí. Một nghìn hoa tươi thêm một chương. Hai trăm phiếu đánh giá thêm một chương. Tùy ý kim ngạch khen thưởng ba cái thêm một chương. Các huynh đệ, cầu hoa tươi cầu đánh giá cầu vé tháng. Ta muốn nghịch thiên cải mệnh. Một đóa hoa tươi đều quan trọng, đập vào đường quá thảm. Một lần clip của anh, chính là động lực tiến lên của tôi cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu tất cả. Chương 05 Miễu sát, lưỡi đao nữ vương một lưỡi đao, cầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chuột tìm bảo vật tên Ale, chính là tuyển thủ của nước Kangaroo. Hắn chuyển sinh chủng tộc công kích, phòng ngự các loại đều bình thường, nhưng mạnh nhất tầm bảo thiên phú lại làm huyết mạch tăng lên tới kim cương cấp. Mới vừa ném xuống, hắn liền trước tiên chui ra ngoài doanh tìm kiếm bảo rương, thật sự bị hắn lấy được vài kiện hắc thiết bảo rương mở ra một ít tài nguyên cùng bảo bối nhưng cái này thỏa mãn không được alex khẩu vị hắn biết được mình nhược điểm quá rõ ràng không hề giai đoạn trước bỏ qua mọi người một khi bị người phát hiện chính là trở thành nô lệ bởi vậy khi ngửi được bảo vật cấp kim cương không để ý nguy hiểm điên cuồng chui vào tìm bốt ẩn nấp long huyết cổ vương không phải hiện tại nên xuất hiện quái vật đủ có thanh đồng cấp thực lực chính là tân thủ thôn nhất bá Alex dẫn quái đến đây, ý đồ mượn tay mọi người tiêu diệt, nếu không diệt trừ đối thủ cạnh tranh, cũng không ngờ người chơi các quốc gia đều mang thai quỷ. Cổ vương quay cùng thân thể, một ngụm cắn một vị người chơi dị quốc, vung miệng, ngàn vạn cái răng nanh cạc nghiền nát, lại là thông cáo vang lên, vận mệnh một quốc gia suy yếu, tiếng kêu trên khắp nơi. Móa, kangaroo quốc ta. Xem truyền hình trực tiếp hàng tỷ người xem nổi giận, không có mấy phút, vượt qua 20 quốc gia tuổi thọ quốc dân giảm một năm, càng có bão, động đất các loại thiên tai nương theo mà đến. Nhất là không ít người nằm ở trong bệnh viện, kéo dài hơi tàn bị tuyển thủ chết trận ảnh hưởng, một hơi nhất không lên, ô hô một tiếng sát thủ nhân gian, trong đó không thiếu phú hào cùng người quyền thế. Ta nghiêm trọng kháng nghị kangaroo quốc tuyển thủ hành vi, vì một mình tư dục, dẫn quái đến doanh địa tụ tập địa. Mẹ kiếp, thật sự là thổ phỉ quốc gia, quá thất đức. Không chỉ chính khách một nước gây áp lực với nước Kangaroo, thậm chí ngay cả quân biên phòng cũng được điều động. Đừng tưởng rằng các ngươi ở một châu có thể không sợ trả thù, ta dùng quốc hạm đội cũng không phải bày ra xem. Khán giả của dôn ngư tức giận nhất, hải quân thật sự lái xe đến nước Kangaroo. Được biết, một tuyển thủ dôn ngư quốc bất hạnh bị giết chết, khiến một vị thân vương bất hạnh qua đời hơn nữa vốn là lão hóa, sức lao động lại ít. Bất ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn làm cho dông ngư vốn đã không giàu có họa vô đơn chí. Gia đầu người dân kangaroo nổi giận đã tê dại, trong các chương trình lớn khẩn cấp chen vào tin tức. Tổng thống nước kangaroo cũng không có biện pháp, không thể liên lạc với tuyển thủ nước ngoài, chỉ có thể cầu xin nước gạo của nước cha, hy vọng ông ta không lâu trước đây mình làm lính canh, oán hoa tiên phong có thể chống đỡ một phen. Không ngờ nước Mỹ hồi phục. Cổ vương nếu như giết chết một vị nước Mỹ người chơi, khiến ta quốc vận suy yếu, tổn thất hết thảy nhân lực, khoa học kỹ thuật, tiền tài tổn thất, đều do nước Kangaroo bù đắp. Lúc này toàn thể cao tầng Kangaroo quốc trong lòng chợt lạnh, sợ hãi ngẩng đầu xem truyền hình trực tiếp, lòng huyết cổ vương còn đang dết loạn. Không ít hàng rào doanh địa đều bị quét sạch, lửa trại bị nuốt, khiến thiên tai quốc gia phủ xuống. Nếu bảo tàn phá đảo quốc, ngư dân chửi má nó. Nhiệt độ của phong diệp quốc trời đông giá rét lại giảm, gió tuyết phiêu diêu, không ít người xem không kịp đề phòng bị đông thành băng điêu. Trong lúc nhất thời kangaroo quốc trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ở trên nền tảng quốc tế, bị ức vạn người phun máu chó lâm đầu. Nhất là tầm bảo thử chính mình trốn ở trong góc, ở truyền hình trực tiếp trung đặc biệt rõ ràng, càng là dẫn phát nhiều người tức giận. Đội trưởng, chúng ta chạy trước, đây không phải hiện tại có thể đối phó, đây là tân thủ địa ẩn tàng quái vật. Báo đen nước Mỹ cuốn quyết chở nữ tuyển thủ chạy trốn ơ xanh mặt bò trên cây, động tác quỷ tinh vô cùng nhanh nhẹn. Bỗng nhiên trong lòng hắn khẽ động, nơi đóng quân của người Long Quốc thần bí kia rất kỳ quái, hẳn là có liên quan đến thiên phú chủng tộc của hắn, một đoàn thịt lớn. Dẫn cổ vương phá hư doanh địa, không chỉ có thể đả kích Long Quốc tộc vận, còn có thể phế đi một tuyển thủ tiềm lực. Trái tim ơ đập thình thịch, khen ngợi ý tưởng táo bạo của mình, trong khi Su đang quan sát sức mạnh của Long huyết cổ vương với Blay tự hồ nhận ra địch ý của hắn, đào phong nữ vương bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tổ ba người Mỹ, ánh mắt lạnh lùng làm tim ghen đập thình thịch, cảm giác cúi đầu tránh đi, không dám nhìn thẳng. Bệ hạ, quỷ hầu tử, hát báo, bán ưng nhân cách đó không xa đối với người địch ý tự hồ rất nặng. Đào phong nữ vương môi khẽ động, tô chính trong lòng hiểu rõ, cách đây không lâu hai nước thế nhưng là phát sinh mâu thuẫn lớn. Để ba con khỉ đùa giỡn trước tiên giúp ta thu thập tài nguyên, thí luyện kỳ kết thúc, vấn đề bây giờ là phải giải quyết cổ vương. Tô Chính đem trọng tâm đặt ở trên người cổ vương, thiên phú của đối phương quấy đến doanh địa một mảnh đại loạn, trước mắt đã giết chết gần 50 vị tuyển thủ, không ít lửa trại bị nuốt chửng. Nó tự hồ ý thức được tầm quan trọng của lửa trại thần bí đối với mình, cố ý nuốt vào, hiện tại đang chậm rãi tới gần một tòa doanh địa, là khiếu phong lan đinh nhạc người xem Long Quốc xem truyền hình trực tiếp nhất thời xôn xao, băng băng sắc mặt căng thẳng, trong lòng cục trưởng cũng thắt lại, một tòa doanh địa hủy diệt, quân đội sẽ tổn thất bao nhiêu nhân lực, vật lực. Đinh nhạc cắn răng xông lên, sử dụng một đạo kỹ năng phong nhận, cố ý dẫn dụ cổ vương, nhưng đây là sinh vật Long Huyết. Trí tuệ không thấp. Phong nhận bổ chém tại thổ những bao vây mập mạp thân thể, không chút nào bị thương, ngược lại lại nuốt một đạo ga ung kê quốc lửa trại, hệ thống nhắc nhở truyền đến, lệnh ga ung kê toàn thể trên dưới tức sùi bọc mép, thẳng vung khiên thương muốn đánh lên kangaroo quốc. Bỗng nhiên, trong tràng một đạo phượng lệ truyền đến, lãnh nguyệt phun ra một đạo bất tử hỏa diễm xua đuổi cổ vương, đây dù sao cũng là kỹ năng ẩn chứa sử thi huyết mạch, không giống bình thường. Cổ vương lúc này đổi hướng, ngược lại nuốt vào doanh địa ba ba dương quốc cách đó không xa. Lãnh thanh nguyệt có chút sốt ruột, ba ba dương tiếp giáp, đời đời giao hảo không muốn vừa bảo vệ tốt doanh địa nhà mình, bạn bè lại gặp tai ương. Nhưng mình cũng lực bất tòng tâm. Tổng thống Long Quốc, xin ngài nhất định phải để bất tử điểu đuổi cổ vương đi. Quốc gia ta vốn thiếu thốn tài nguyên, lại có thiên tai nhân họa, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trong chương trình truyền hình trực tiếp, lãnh đạo của ba ba dương trực tiếp gọi điện thoại cho tổng thống, cầu xin ông giúp đỡ. Nhưng tổng thống cũng không thể làm gì được, đó là chuyện của thế giới khác. Monina, nhanh chóng giải quyết cái này cổ vương, nó sinh mệnh lực rất cường đại, cẩn thận độn địa, đừng cho long huyết vẫy. Trong một mảnh hỗn loạn, Tô Chính hiếp mắt hạ lệnh, long huyết cổ vương là cấp thanh đồng, nhưng đao phong nữ vương cũng vậy, hơn nữa còn là loại truyền thuyết. Trong phút chốc, tự như một đạo gió xuyên qua bên cạnh hắn, những tuyển thủ khác còn chưa phát hiện, chỉ có người xem truyền hình trực tiếp kinh hải phát hiện, đao phong nữ vương trong nháy mắt biến mất lúc tái hiện đã đứng ở đỉnh đầu cổ vương, cánh tay nàng biến hóa bộ dáng, trở thành một thanh đại đao kim loại, đầm đìa vô cùng nhắm ngay cổ cổ vương chém tới. Bốt tự hồ dự liệu được cái gì, bắt đầu nổi điên, sử dụng thiên phú kỹ năng, điên cuồng quay cuồng, mặt đất đều đang chấn động, từng đạo khoảng cách xuất hiện. Phốc thử Tự như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, mọi người chỉ thấy một đạo ngân quang rơi xuống, không chút trở ngại vạch ra làn da bị thổ nhưỡng thật dày vây quanh, lạch cạch một tiếng một cái đầu thật lớn nặng nề rơi xuống lòng huyết như thác phun trào đồng thời thân thể dài 10 mét nặng nề ngã xuống đất trung núi chuyển một đạo thân ảnh thần bí màu vàng tím lúc này mới thoải mái từ thi thể nhảy xuống một cái rương bạc trắng từ chỗ cổ gãy chậm rãi bay ra mọi người ngây ngẩn cả người ts số lượng từ không ít tác giả lương tâm cầu hoa tươi phiếu đánh giá sách mới nhu cầu cấp bách hết thảy nhu cầu cấp bách cố gắng mã tự chương 06. Cổ vương đại bạo, toàn thể quốc dân thể phách tăng cường. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Khán giả vốn tưởng rằng lần này là thảm họa toàn cầu, Liên Hợp Quốc thậm chí còn khẩn cấp triệu tập hội nghị, bàn bạc làm thế nào chống lại thảm họa toàn cầu. Nhưng ai ngờ tình thế đột biến, Tô Chính triệu hoán ra thần bí chủng tộc, trong nháy mắt thuấn di biến mất, miễu sát. liền mạch lưu loát. Da dày bùn đất không giúp được gì cả bốt ẩn bị nháy mắt miễu sát. Đám người chạy trốn dừng bước, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Biểu tình của tổ ba người Mỹ càng giống như nuốt sống chuột chết, ánh mắt ơ ghen càng xanh thẳm sâu kín. Hệ thống thông báo. Chúc mừng tuyển thủ Tô Chính, Long Quốc, dưới trướng đao phong nữ vương thành công miễu sát tân thủ doanh địa ẩn giấu bốt Long huyết cổ vương. Lực phòng ngự của tất cả doanh trại Long Quốc Y10, vận mệnh quốc gia tăng cường, sức khỏe người dân tăng 10% đồng thời có cực kỳ nhỏ bé tỷ lệ thức tỉnh long huyết chiến sĩ thông cáo màu đỏ tỏ rõ tất cả mọi người đây là thiên chân vạn sát hơn nữa dưới phản hồi của quốc vận cả nước quan động đây chính là biến hóa mà tuyển thủ siêu cấp mang đến chưa tới một giờ liên tục hồi báo cố quốc một bước nhỏ của hắn lại là một bước dài của tất cả mọi người không ít người đang xem truyền hình trực tiếp tinh thần chợt chấn động trong tối tâm có cổ huyết khí vọt tới thẳng cảm giác tự thân khí lực hữu dụng không hết. Ở bệnh viện không ít bệnh nhân càng là có thể xuống giường đi đường, ngay cả lão nhân cũng bị tục mạng, trẻ con nghiến răng tập nói trở nên thông minh, đây là thể chất toàn thể quốc dân tăng cường. Thay đổi huyết mạch bộ tộc Khó trách nói trong trò chơi người chơi thành thần, chỗ ở quốc gia cũng đem thăng cấp vì thần cấp văn minh, đây là tộc vận phản hồi. Chúa ơi, tất cả chúng ta đều bị đắm vào mặt, chàng trai bí ẩn này là người triệu tập Siri hơn nữa rất mạnh. Tổng thống vẫn nhìn chăm chú chợt nở nụ cười, tôi nhớ tôi chính có mấy vị trưởng bối, lập tức sắp xếp bọn họ vào tiểu khu quân đội đẳng cấp cao nhất, chiêu đại rất tốt. Cố vấn đại thần bên cạnh không che giấu được nụ cười. Toàn dân tăng cường thể lực, lần này cường đại là nhuận vũ nhỏ không tiếng động, hơn nữa tỷ lệ nhỏ hơn nữa, đặt ở dưới 2 tỷ nhân khẩu, đều là tất nhiên, dưới vương miệng của tổng thống, nước ta sẽ sinh ra long huyết chiến sĩ phủ tổng thống bên trong liên tiếp tiếng cười, có đại thần tiếng giáng, phát hiện long huyết chiến sĩ có đại thưởng. Bọn họ sẽ là những chiến sĩ hộ quốc dũng mạnh nhất. Chương trình truyền hình, Internet lại càng triển khai nghị luận sôi nổi như bão táp. Mà cái này còn chưa xong. Tô chính lại thu được cá nhân nhắc nhở. Chúc mừng Ngài Đao Phong Nữ Vương thành công đánh chết thanh đồng nhị giai long huyết cổ vương, đang thu hoạch quái vật khuôn mẫu bên trong. Trong lòng hắn căng thẳng, không kịp xem xét khuôn mẫu vừa đạt được, ngược lại bước nhanh tiến lên, cái rương bạc trắng tuôn ra kia làm mọi người hiếp mắt. Tân thủ địa nhiều nhất chính là hắc thiết bảo rương, khả năng đêm thứ bảy trùng kích mới có thanh đồng bảo rương xuất hiện, mà đây có thể là duy nhất bạch ngân bảo rương. Dung đã từng nói qua, thực lực chênh lệch càng lớn dưới tình huống, khai ra bảo bối cũng càng nhiều, bảo suất càng dọa người. Ergen đã trở lại, tầm bảo thử cũng từ gốc chui ra, tuyển thủ các quốc gia không tự giác xông tới, trực lệnh người xem trong lòng căng thẳng. Lại gần một bước, vết không tha. Tô chính diện không chút thay đổi hạ lệnh, đao phong nữ vương vung trường đao nhỏ máu, lạnh như băng quét nhìn người chung quanh, khiến trong lòng mọi người phát lạnh. Tô chính ngồi sổng xuống cẩn thận quan sát bộ dáng cổ vương, đồng thời bắt đầu thu thập. Đinh, chúc mừng ngài thành công thu thập long huyết x100, thanh đồng cấp 2 tạp huyết ma tinh x1, lòng huyết cổ vương kén ít một, cổ vương nha ít năm nghìn, thổ hệ tần gia ít một, cổ vương thịt ít một nghìn. Một loạt tin tức truyền đến. Trực lệnh tô chính phấn chấn, hơn nữa bên trong xuất hiện vài món bảo vật thần bí, không hổ là đại bốt, may mắn trò chơi tự mang 100 mét vuông không gian, nếu không đều chứa không nổi. Mà các tuyển thủ khác nhìn thi thể cổ vương không ngừng biến mất, như bị tim thắt lại. Trong đó các hệ đối địch như tầm bảo thử, mệ quốc, đảo quốc là khó nhìn nhất. Ergen đưa cho em trai, chuột biến dạng ở đảo quốc một ánh mắt, con chuột có ba cái đầu này cao bằng người lớn, lớn tiếng nói. Long quốc tô quân, lần này quái vật tập kích doanh, toàn thể nhân viên đều có tổn thất. Chúng ta rất cảm tạ ngài thành công đánh chết cổ vương, nhưng muốn bù đắp tổn thất của chúng ta, dù sao ở phía sau chúng ta còn có hơn ngàn vạn, hơn ức quốc dân ủng hộ, không ít người lửa trại bị dập tắt tin tưởng quốc gia này giờ phút này có thiên tai giáng lâm cổ vương lớn như vậy chỉ cần miếng thịt là có thể ăn thật lâu sắp tối rồi thôn địa cầu phải giúp đỡ lẫn nhau cùng hưởng bảo vật đi không ít người trong lòng vừa động liên tục lên tiếng muốn dùng đại thế để áp bách đối mặt bốt bọn họ khúng núng đối mặt nhân bọn họ trọng quyền xuất kích không sợ hãi dù sao phía sau có một quốc gia chỗ dựa bọn họ không tin cái này nhân dám phạm nhiều người tức giận trong đó đặc biệt là chuột tầm bảo Alexố chuột nhất liên tục lên tiếng quát lớn đây chính là quái hắn tìm đến đưa tới sao có thể làm áo cưới cho người khác lão tặc vô sĩ đánh quái lá gan bọn họ không có mượn danh hiệu đánh quái lừa đảo lá gan ngược lại là có hơn nữa rất lớn thấy một màn này Long Quốc người xem phẫn nộ nếu không là tô chính ra tay Hiện tại không chừng có bao nhiêu doanh địa bị diệt, bao nhiêu quốc gia gặp tai họa, không biết cảm kích. Hiện tại được người cứu ngược lại đi tống tiền, đây là đạo lý gì? Đầu sỏ gây nên không phải tuyển thủ kangaroo sao? Tìm hắn tính sổ đi. Cổ vương là bị tô chính đơn độc vết, có chuyện gì của các ngươi? Người dẫn chương trình băng băng cũng mặt đầy sương lạnh, nghiêm khắc phê bình hành vi vô sĩ của những người khác, nhưng trong lòng cô cũng khó khăn. Sự trí tốt mọi người như thế nào là một vấn đề khó khăn, thật sự giết toàn bộ, tôi chính chính là kẻ thù chung toàn cầu. Đào phong nữ vương ánh mắt càng lạnh, tràn ngập sát ý, tôi chính thu thập buồn cười a à đứng dậy, liếc xuống tầm bảo thử ý chí chiến đấu sụt sôi, thiên phú tầm bảo, cực kỳ hiếm có. Vẫn là huyết mạch cấp kim cương, đây không phải là mẫu gian tốt nhất sao? Chính mình còn cân nhắc kiếm cớ ra tay, nó tự mình đưa tới cửa. PS tiếp tục cầu ba hoa tươi, phiếu đánh giá, vé tháng, dự tính hôm nay còn có ba chương, liệu mạng gan liền xong việc, ô ly cho. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhìn số liệu tăng sẽ có động lực. Chương 7 Mắt trận tròn chuột túi quốc, chuột tai buông xuống. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Quái này là ai đưa tới? Cổ vương giết chết tuyển thủ các quốc gia, khiến thiên tai nhân họa giáng lâm, ai là đầu sỏ gây nên? Tô Chính vẫy tay, đao phong nữ vương toàn thân vũ khí tao nhã đi tới, tuyển thủ mệ quốc, tuyển thủ đảo quốc khí thế kiêu ngạo lúc trước cả kinh, vội vàng lui về phía sau. Trong đó tuyển thủ ba ba dương quốc được cứu lúc này chỉ ra và xác nhận tầm bảo thử, người chơi ngoại quốc giao hảo với Long quốc vội vàng ra tay, chỉ vào đầu sỏ gây nên. Alec thầm nghĩ không ổn, cổ phiếu không sạch sẽ, hắn cuốn quyết chui ra ý đồ tránh đi, không ngờ một lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ đao phong nữ vương vung ra một đao, chuẩn xác đóng đinh chuột tìm bảo vật. Tiếng kêu thảm thiết phát ra, làm những người khác trong lòng phát lạnh. Berlay Quyên dùng ánh mắt hỏi tô chính xử trí như thế nào? Dết. Xuyên thấu qua tinh thần liên kết lẫn nhau, tô chính không chút do dự hạ lệnh, ngay sau đó lưỡi dao sắc bén đóng đinh tầm bảo thử chấn động, tiếng kêu thảm thiết của Alex hoàn toàn dừng lại. Hệ thống thông cáo. Kangaroo quốc tuyển thủ Alex, tầm bảo thử, bị Long quốc tô chính thủ hạ giết chết. Kangaroo quốc vận suy yếu, toàn thể tộc nhân tuổi thọ giảm bớt một năm. Đồng thời chuột tai giáng lâm, xin làm tốt nên đón chuẩn bị, đem có trên một tỷ chuột xuất hiện Kangaroo châu đại địa. Thông cáo vừa xuất hiện, trên địa cầu lập tức nổ tung. Trước Alex gây ra tai họa, khiến cho các quốc gia gặp đại nạn, không ít quốc gia người già, bệnh nhân mất mạng, còn có bão, hỏa hoạn các loại tai nạn hàng lâm thổi quét thành thị, kinh tế tổn thất to lớn, trực lệnh các quốc gia tổng thống đỏ mắt, hiện tại tầm bảo thử bị giết, các quốc gia người xem vỗ tay khen hay, giết tốt, giết tốt. Kangaroo quốc vốn là đất rộng người thưa, lần này giảm bớt tuổi thọ, không ít người thể chất kém trực tiếp đi đời nhà ma. Thử tai là khủng bố nhất động vật tai nạn, không chỉ là đơn giản tập kích, kinh tế tổn thất, còn nương theo ôn dịch cùng bệnh tật, đây là liên tiếp tai nạn trên mạng đang bàn tán sôi nổi, mọi người đang trào phúng, hơn nữa hết lần này tới lần khác bởi vì kangaroo quốc đơn độc ở một châu, tai họa chuột, ông dịch khuếch tán không đi nước khác, lại càng bị cười nhạo. Thậm chí trước đó cùng kangaroo quốc giao hảo phương Tây quốc gia vì phòng ngừa ông dịch khuếch tán, trước tiên phong tỏa hai nước đường bay, khiến kangaroo quốc người hận thấu đồng minh. Đường dây nóng tổng thống kangaroo quốc bị đánh nổ, quốc dân nhau nhau truy vấn, đồng thời phóng viên đưa tin từ trên người đại địa chui ra ngàn vạn, lấy trăm triệu làm đơn vị chuột lớn. So với chuột bản địa hung hãn hơn nhiều, mắt đỏ, lớn nhỏ như mèo, điên cuồng tràn vào nông trường, gặm ngô, khoai tây, còn công kích dê bò, thậm chí người. Trong vòng 10 phút ngắn ngủi, tổn thất kinh tế đã đạt tới 1 tỷ, khiến da đầu người ta tê dại. Mà đây vẫn là bắt đầu. Tổng thống Kangaroo đã gọi điện cho Tổng thống để cố gắng ghép thiệt hại cho họ và yêu cầu họ bù đắp thiệt hại. Long quốc vị lão nhân này thể hiện ra lão luyện thủ bút. Trước đó không lâu Kangaroo quốc thế nhưng là hại hơn 20 quốc tổn thất thảm trọng. Hơn nữa trong khoảng thời gian gần đây, đối phương là đổi hoa tiên phong, đầu nhập vào mấy quốc trận doanh, lão nhân không chút do dự cự tuyệt. Trên TV, băng băng cầm microphone ngoài ý muốn nói thật không ngờ vị anh hùng này của chúng ta thủ đoạn sắc bén như thế, không chút do dự giết người. Bố gia ngược lại cười ha hả. Tuy rằng thật đáng tiếc chuột tai ở Kangaroo Quốc, nhưng ở giả ngoại, nhất là thế giới hắc ám nguy hiểm, chỉ có loại người này mới sống lâu dài. Long Quốc các ngươi xuất hiện một nhân vật khó lường, bất quá ta tò mò nhất chính là chủng tộc hắn chuyển sinh. Hẳn là hệ triệu hoáng. Ha ha. Cục trưởng cười như di lạc Phật, tư liệu về hắn hiện tại hẳn là cơ mật cao nhất. Bối gia hâm mộ dị thường, tiếc núi cố quốc không có người chơi như thế. Một bên bị đánh mặt thật là đáng thương cho kangaroo quốc bị thiên tai. Kêu gọi mọi người đừng hả hê. Trên các nền tảng lớn trên mạng, như Twitter, WeChat, VV, các chủ đề liên quan đến tô chính thần bí được đưa lên bảng xếp hạng. Bản 2, bản 3 cũng bị hắn chiếm cứ, theo thứ tự là tô bình chuyển sinh chủng tộc là cái gì? cùng với Berkeley Queen của Tô Bình Mạnh cỡ nào. Điểm nóng thứ tư là thảm họa chuột túi khủng khiếp như thế nào? Về phần doanh địa hiện trường, những người khác vội vàng lui về phía sau, e sợ chính mình trở thành kế tiếp người chết. Again, vì biến chuột kẹp lấy đuôi, chật vật chạy trốn. Tô Chính Mệnh đao phong nữ vương mang theo tầm bảo thử, cổ vương thi thể trở về doanh địa, không nghĩ tới không đi được bao xa thì có thịt tài nguyên đưa tới, Diệu A bỗng nhiên, một bên trên mặt đất phồng lên, nửa đoạn thi thể cổ vương đang bị đao phong nữ vương kéo ra tự động gãy lìa trên mặt đất xuất hiện một tầng đất phồng lên đang nhanh chóng đi xa cái gì cổ vương còn chưa chết làm sao có thể khán giả kinh hãi tô chính cũng rất kinh ngạc mình rõ ràng nhận được tin tức đao phong nữ vương ngược lại thoải mái đi lên bổ đao tô chính bỗng dưng quay đầu nhìn về phía tuyển thủ mỹ quốc đảo quốc trong lòng khẽ động giữ nó một mạng làm ký hiệu thả dây dài, câu cá lớn. Đào phong nữ vương kịp thời thay đổi thế công, đem một mảnh đao nhận lưu lại thân thể cổ vương đào tẩu. Không nghĩ tới bị giết, còn có thể sống lại. Không hổ là long huyết sinh vật. Ta thấy giống dung đất, sinh mệnh lực rất cường đại. Mọi người phải cẩn thận che giấu bốt chưa chết, gặp phải giả ngoại thì mau chạy đi. Ngoại trừ người hoa thần bí, không ai có thể một mình đối phó với nó các tuyển thủ hữu kinh vô hiểm ra ngoài thu thập tài nguyên cách trời tối chỉ có ba tiếng rưỡi tô chính cũng mang theo rất nhiều bảo bối trở về doanh địa trên đường đi khiếu phong lan đinh nhạc biểu đạt cảm tạ bất tử điểu trên không trung đối với đao phong nữ vương rất sợ hãi không dám rơi xuống đất lãnh lãnh nguyệt cao ngạo dương cánh rời đi cảm thấy danh tiếng bị cướp rất tức giận như một nàng công chúa nhỏ kiêu ngạo mở bạch ngân bảo rương trước vừa trở về tổ mẹ Tô Chính vội và lấy cái rương ra. Chương 08 Mở bảo rương, toàn thể người hoa tuổi thọ 2 năm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Bảo rương thần bí chính là ở một khắc mở ra kia. Trong phút chốc ngân quan vạn trượng, Tô Chính khẩn cấp nhìn vào trong rương. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngài thành công mở ra bạch ngân bảo rương, đạt được cao cấp gian cường hóa dược tệ x1, bạch ngân cấp tinh tế chiến đấu phục x1 sáng mắt nhất tự nhiên là tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật, giống như áo giáp vũ trụ bao bọc toàn thân. Tô Chính hỉ không thắng thu xem xét thuộc tính, mình trước mắt khuyết điểm chính là thực lực bản thân không đủ. Bạch Ngân Cấp, sử dụng nano kỹ thuật chế tạo mà thành công nghệ cao chiến đấu phục, có thể chống đỡ Bạch Ngân Cấp trở xuống công kích, Bạch Ngân Cấp công kích suy yếu 80% uy lực. Bao vây toàn thân không gốc chết, đồng thời tự mang phi hành công năng cao nhất cách mặt đất 20 m tốc độ 200. 500 km trên giờ, kéo dài 1 giờ. Tự mang kỹ năng. Tia laser. Chính là dùng trên bàn tay miệng phun ra tia laser tuyến, đủ để đạt tới bạch ngân cấp thương tổn, mỗi ngày 3 lần. Thần trang A, thần trang không hề nghi ngờ. Tô chính khẩn cấp mặt vào, không hổ là trang phục chiến đấu công nghệ cao, tự động co rút lại, hoàn mỹ phù hợp với mình từ mắt đến tai đều vây quanh. Không ảnh hưởng chút nào đến tầm mắt, ngược lại cung cấp 360 độ không góc chết quan sát, người khác muốn đánh lén cũng khó. Có nó, vô luận là đi ra ngoài mạo hiểm, hay là lập tức trời tối đợt thứ nhất trùng kích đều có nắm chắc. Tô chính vừa dung hợp tổ mẹ thiếu nhất là cái gì? Đó chính là thực lực bản thân không đủ. Hắn chỉ có thực lực khắc thiết tam giai, đặt ở trong tuyển thủ bình thường không có gì lạ, bất quá bồi dưỡng binh chủng, bạo binh mới là vương đạo của mình. Không nói gì khác, đao phong nữ hoàng thả ra chính là sát thủ mới. Tô chính khẩn cấp xem xét một kiện bảo bối khác, sau khi xem xét xong, trong lòng chấn động. Sản phẩm công nghệ cao, có thể cải thiện thể chất bản thân, bù đắp khuyết điểm gian, tăng lên thuộc tính toàn diện trên diện rộng. Hay quá! Hắn không chút do dự mở ra dược tề nuốt vào, không đem chính mình cường hóa tốt, làm sao phát triển. Cửa vào một trận lạnh như băng, qua cổ họng bỗng nhiên lửa nóng lên, tô bình tế bào toàn thân đều đang sôi trào, thể chất, lực lượng, tinh thần lực đều đang tăng cường. Đinh, chúc mừng ngài thành công nuốt vào cao cấp gen cường hóa dược tề. Thuộc tính điểm gia tăng, ngài đã thành công đột phá hắc thiết cấp 4. Ngài đã thành công tiến hóa thành hắc thiết cấp 5, chịu ảnh hưởng tiến hóa của bản thân, trùng tộc mẫu sao ngài dung hợp đang nuốt gen cường hóa dược tề. Đang phân tích ảo diệu trong đó tin tức liên tiếp truyền đến, Tô Chính trực cảm giác tinh thần sảng khoái, mắt sáng tai sáng. Ngay cả thịt viên chung quanh cũng đang nhúc nhích, tự hồ bị cường hóa. Tổ mẹ là nền tảng của mọi thứ, là nhà máy sinh học. Hiện tại chính là bước đầu bày ra thần kỳ thời điểm, Tô Chính điều ra mặt bản, chính mình thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn các loại đều đột phá vì 50 điểm, trong đó thể chất, tinh thần lực càng là đến khủng bố 500. Quả thực chính là một cái khiên thịt vô địch cái này còn chưa xong, lại là một đạo thế giới thông cáo truyền đến. Chúc mừng Long Quốc tuyển thủ Tô Chính may mắn đại bộc phát, từ Bạch Ngân Bảo Rương mở ra cao cấp gian cường hóa dược tệ, thành công nuốt vào, đã tiến giai hắc thiết cấp 5, tự thân thể chất đại trướng. Giỏi lắm! Mọi người gọi thẳng anh chàng tốt, khán giả các quốc gia khác ghen tị dị thường. Lúc này mới xuyên qua bao lâu? Cũng đã cường hóa ba đợt quốc vận. Cái này ngay cả lùng khẩn đều câm miệng, không dám nhiều lời, mà càng xui xẻo chính là bởi vì trước đó nước mễ quốc vận đại trướng, hắn đã len lén làm phản tới nước mễ, hiện tại quốc vận phản hồi, chính mình căn bản không có hưởng thụ được phúc lợi. Tất cả mọi người ý thức đã đến vị quá gian mảnh long. Vưu đội trưởng, tuyển thủ Long Quốc lần này có chút khủng bố, chủng tộc thần bí, còn có thể dung hợp lửa trại, triệu hoán nữ vương đạt tới thanh đồng giai, đợi một thời gian nữa chính là đối thủ mạnh nhất của dôn đại nhân. Tuyển thủ nước mễ mang theo chục biến dị của đảo quốc cùng nhau thu thập tài nguyên, nghe được thông báo, tâm linh run rẩy đều kết luận, tuyển thủ này không thể lưu lại. Lập tức thu thập tô chính hết thảy tư liệu, từ sinh ra đến xuyên Việt. Sau khi tân thủ kỳ trở về, trước tiên tiếp xúc, tốt nhất là có thể lôi kéo lại đây. Cho dù phái ra hàng không mẫu hạm hạm đội cũng muốn đoạt lại, hắn giá trị 10 chi hàng không mẫu hạm hạm đội quần nước Mỹ tóc vàng tổng thống ký tên bí mật văn kiện, nghị viện nhanh chóng thông qua, ngoài trừ lôi kéo phương án bên ngoài, còn có trở về sau ám sát phương án. Đồng thời có người đem tô chính số liệu phân tích giao cho siêu cấp anh hùng dôn, sinh tồn trò chơi chia làm mấy nhóm, dôn là sớm nhất một nhóm, cũng là bây giờ đệ nhất nhân. Đem doanh địa của mình tiến hóa thành lâu đài quần, có thể bồi dưỡng thực thi quỷ binh đoàn, khủng bố vô cùng. Mà hắn sở dĩ mạnh như vậy, ngoại trừ chuyển sinh chủng tộc thần bí, cường đại bên ngoài, đó chính là máu lạnh. Tước đoạt tiểu đệ quốc tuyển thủ tài nguyên, lần trước còn phái thực thi quỷ quần tiến công doanh địa, khiến quốc vận suy yếu. Bên cạnh Long Quốc, không cần tuyên truyền chính thức, dân chúng nhận được lợi ích thực tế đem tô chính trở thành thần tượng toàn dân. Trong chương trình truyền hình trực tiếp, băng băng khẽ nhếch miệng, cảm giác làn da của mình càng tốt, tuổi thọ tăng thêm 2 năm. Vạn kim khó đổi. Cục trưởng còn đi vài bước tại hiện trường, tự mình trải nghiệm biến hóa cực lớn mà hai năm tuổi trẻ mang đến. Một bên bối gia lệ thuộc Dung Ngư không hưởng được cái này phúc lợi, lúc này hâm mộ liên tục tán thưởng, càng là gọi thẳng tô chính vì thượng đế con trai. Tô thần, tô thần, vĩnh viễn thần. Mới xuyên qua chưa tới hai giờ sao? Ba lần tăng phúc quốc vận, trời ạ! Trước nay chưa từng có, hắn chuyển sinh đến tộc cùng là chủng tộc gì? huyết mạch truyền thuyết, hay là huyết mạch thần thoại. OMG, ai còn nói tôi chính là nhân loại bình thường. Thấp lớn chặt ngươi cút ra cho ta tiết mục, miệng chó nhổ không ra ngà voi. Phong ba còn không ngừng, khoa học kỹ thuật sinh vật trong phòng nghiên cứu lòng quốc bộc phát. T.S. Nộ cầu hoa tươi, phiếu đánh giá, vẽ tháng, hu hu hu, như thế nào không có một cái khen thưởng, cầu một cái, một phần cũng là yêu. Chương 09 mẫu sao phát động, bắt đầu chế tạo long huyết dị hình. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Liên tục hai đợt sinh vật khoa học kỹ thuật gia trì, rốt cục để phòng nghiên cứu có đại đột phá. Chúa ơi, nghiên cứu điều chế tế bào ung thư bị mắc kẹt trong hai thập kỷ đã có tiến triển và nó có liên quan đến tính bất tử. Khẩn cấp kiểm tra quốc dân huyết mạch bên trong, phát hiện năm vị long huyết chiến sĩ. Lấy máu của bọn họ, phát hiện gen trong đó mang theo lực lượng siêu phàm, đây chính là máu rồng kế hoạch cải tạo gen của chúng ta có tiến bộ lớn một loạt tin tức tốt truyền đến đây chính là sự tăng cường của toàn thể vận mệnh quốc gia một vị lão giáo sư áo trắng lại càng lão lệ tung hoành mật mã cả đời tìm kiếm một khi cởi bỏ tiếp tục nghiên cứu nói không chừng đoạn đường của cháu gái ta có thể bị kéo dài cháu gái của vị lão giáo sư này chính là nhóm tuyển thủ long quốc đầu tiên du băng lan giai đoạn đầu vì nước vẽ vang nhưng cách đây không lâu lại bị tuyển thủ nước Mỹ đánh lén cục tay, khiến tiền độ bị hủy. Trong số những người xem truyền hình trực tiếp, dù băng lan mặt trắng kinh ngạc chăm chú nhìn thân ảnh tô chính, ánh mắt rất thâm thúy. Có lẽ băng sương pháp sư của ta vẫn còn hy vọng. Không có bức tường nào không lọc gió, rất nhanh Long Quốc Long Huyết chiến sĩ phát hiện, kỹ thuật gian đại nhảy vọt bị các quốc gia biết được. Nguyên bá chủ mễ quốc đầu tiên ngồi không yên, bắt đầu tạo áp lực còn lôi kéo một nhóm người chửi bới. Trong trận biến cục toàn cầu này, khẩn trương nhất tự nhiên là nguyên bá chủ. Tô chính không biết phong ba bên ngoài còn đang kiểm kê thu hoạch ở tổ mẹ, sau khi rương bạc trắng bị mở ra không biến mất. Còn có thể phân giải, tô chính phân giải ra biến ngân ít một trăm. Nữ vương giới thiệu, dung hợp loại kim loại này, thay ngán binh lính trùng tộc đặc biệt kiên cố. Trừ ra, năm ngàn cổ vương thịt vô luận là ăn, hay là trở thành tài nguyên vận chuyển mẫu sao đều là tính toán tốt nhất. Trân quý nhất tự nhiên là ma tinh, lòng huyết. Bất quá trong đó kinh hỷ có hai cái. Lòng huyết cổ vương kén. Chính là cổ vương chủng, tinh tế bồi dưỡng có lẽ có thể sinh ra cổ vương mới, điều khiển trùng đàn. Chính là ngọn lửa lòng huyết cổ vương nuốt chững mấy chục đóa lửa ngưng tụ, ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Dung hợp vào doanh địa của mình, có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn khoảng cách trời tối không đến 3 giờ, vừa rồi biểu hiện của ta dẫn tới một nhóm người căm thù, việc cấp bách là triệu hoán ra một nhóm trùng binh hộ vệ, ta lại cùng đao phong nữ vương trước khi trời tối thu thập xuống tài nguyên. Tô chính trượt ngón tay, vừa rồi săn được quái vật khuôn mẫu xuất hiện trước mắt. Huyết mạch cấp bạch ngân, ẩn chứa lông huyết mỏng manh, vốn là dung đất hèn mọn trên mặt đất, một đường tiến hóa tới cổ vương. Kỹ năng thiên phú Đất trung núi chuyển, thổ hệ thân thiện Khoan đất, đoạn thân chạy trối chết. Gợi ý hữu nghị. Thu hoạch năng lực chiến đấu của nó cực kỳ bình thường, nhưng kỹ năng Khoan đất có thể làm cho nó có công năng ngoài ý muốn. Có thể trở thành chuyên gia kiến tạo khoan đất đạt tiêu chuẩn vận chuyển viên. Thì ra là có kỹ năng đoạn thân chạy trối chết. Tô Chính bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục biết vì sao mất đi một nửa thân thể cũng có thể sống sót. Đào Phong nữ vương cùng Tô Chính tâm ý tương thông, biết được hắn muốn dùng tổ mẹ thai ngán binh lính ở một bên hỗ trợ. Điều đồng quyền hạn tổ mẹ, khởi động nhà máy sinh học. Từng đạo mạch lạc nhô lên, chế tạo ra chuyên môn đào tạo gian. Có trợ thủ chính là tốt, tô chính trượt ngón tay, triệu ra thần thoại anh hùng biên tập khí, bắt đầu biên tập gian khuôn mẫu. Long huyết cổ vương kén ấp quá chậm, còn không bằng gia công lại cho mẫu sao. Nói xong mẫu sao máu thịt nhu động, đem kén cổ vương cắn nuốt, đồng thời Tô Chính còn tiêu hao 2.500 thịt cổ vương, lại đem 100 giọt long huyết toàn bộ cho mẫu sào, ngay cả tạp huyết ma tinh cũng trở thành động lực nguyên tiêu hao. Đinh, mẫu sào đã thôn phệ rất nhiều tài nguyên, bắt đầu đào tạo ấu trùng. Trước mặt Tô Chính xuất hiện từng con ấu trùng tiến hóa lộ tuyến, có công trùng, binh trùng, còn có hậu cần trùng tộc. Bệ hạ, thần cảm thấy đêm đầu tiên không chỉ cần chiến sĩ, mà còn cần công trùng gia cố tường thành. Đào phong nữ vương đúng lúc đề nghị, Tô Chính trong lòng hiểu rõ, cẩn thận xem xét binh chủng có thể bồi dưỡng. Từ ấu trùng tiến hóa mà đến, cần tiêu hao thịt cổ vương ít 200. Có thể khoan đất, tiết ra chất nhầy đặc thù, xây dựng tường thành, kiến trúc đơn giản. Đơn vị sinh hoạt, cần tiêu hao năng lượng sinh học năm. Sinh vật cấp hát thiết hình dạng dữ tợn, cần tiêu hao thịt cổ vương ít 300, lòng huyết ít 15. Có thực lực cường đại, đơn vị chiến đấu cần tiêu hao năng lượng sinh vật 10. Long huyết dị hình thủ lĩnh. Thôn phệ long huyết cổ vương chủng, cũng lấy ra long huyết, cổ vương khuôn mẫu có khả năng chế tạo hy hữu thủ lĩnh đơn vị. Có thể chỉ huy binh lính, công binh. Cần tiêu hao năng lượng sinh học 20. Năng lượng sinh vật là săn giết quái vật khác có thể đạt được, giống như kinh nghiệm trong trò chơi, giết càng nhiều, binh chủng triệu hoán cũng càng nhiều mà vừa rồi giết chết cổ vương tổng cộng đạt được 100 điểm, ở giai đoạn trước cũng đủ dùng. Trước chế tạo công trùng ba cái, dị hình năm cái, thủ lĩnh dị hình cũng một cái. Theo mệnh lệnh của Tô Chính, tổ mẹ khởi động. Nhà máy sinh vật dường như đã sống lại, trong phòng nuôi dưỡng từng quả trứng khổng lồ được thai ngán ra, không tự giác, tổ mẹ bắt đầu lớn lên. Các ngươi xem doanh địa của Tô Chính lại bắt đầu mở rộng, hẳn là tiêu hao tại nguyên triệu hoáng, chế tạo binh chủng chuyên dụng. Địa cầu truyền hình trực tiếp bên trong, không ít quốc gia đem ống kính nhắm ngay doanh địa, cái kia kỳ quái trứng hình kiến trúc bắt đầu tăng lên 5 lần. Trong trò chơi sinh tồn, doanh trại có thể thăng cấp, có thể di chuyển. Dựa theo chuyển sinh bất đồng chủng tộc, triệu hoán ra thuộc về binh chủng, mọi người rất tò mò Tô Bình có thể triệu hoán ra cái gì. Bên trong, ba cái khờ khảo dáng dấp công trùng, cao lớn năm cái máu lạnh dị hình giữ tận dị hình thủ lĩnh phân biệt xuất hiện. Tô chính kiểm tra một chút thuộc tính, công trùng chỉ có hắc thiết nhị giai thực lực, chuyên công kiến trúc, trời sinh thợ thủ công sư phụ. Mà khác phái là chiến sĩ trời sinh, có đủ thực lực hắc thiết tứ giai. Về phần thủ lĩnh khác phái thì khủng bố. Không hổ là thủ lĩnh đơn vị nuốt kén rồng máu. PS Cầu hoa tươi, đánh giá phiếu các loại hết thảy số liệu, suốt đêm bạo gan, liều mạng.